Alo. Ăn con lô con đẻ. Cho tí echo. Ôi vang 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 rồi. Ổn 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 rồi. Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị. Tên tôi là Lê Kim La, ca sĩ kiêm nghệ sĩ nghiệp dư. Xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý ông, xin kính chào quý bà, xin kính chào quý nhi đồng, còn quý phụ lão, hồn phụ nữ gần xa đã không quản ngại đường xá xa xôi đến với đêm nhạc hội của chúng tôi được mang tên đêm nhạc hội Sailway. Và sau đây, ca sĩ Lê Kim La xin gửi tới quý vị bằng bài ca được mang tên không nhớ. Em có còn thương nhớ gì không? Trong những đêm lạnh giá canh dài nhẹ nhàng. Bài này nó mày hoành tráng này. Nhạc sàn đi. Đi bên em chiều mưa phố, phố xa ngỡ như thật gần. Đi bên em chiều mưa phố, phố tay. Ổn, ổn, ổn. Mỗi lần mình luyện tập là nó phá đạp. Mày nhớ cái mặt ông ấy nhá. Mày tưởng mày thế nào, mày có tiền à? Mày tưởng cái dàn karaoke của mày là phê à? Mày tưởng mày có tiền mày làm phiền người khác? Mày đợi đấy nhá. Rồi đến lúc mày sẽ nghĩ ông là người như thế nào nhá. Có tiền tinh tướng. Đồng chí La, đồng chí La. À có. Dạ em ra ngay ạ. Đồng chí La. Dạ có đây, em đây, có em đây. Bác vào đây. Bác vào đây. Có cái chuyện gì mà bác như đỉa phải vôi thế hả? Quá bằng đỉa phải vôi. Hả? Tôi không ngờ sự việc nó lại diễn biến nhanh đến như thế. Ô, sao lại nhanh như thế? Sáng này nhá, rõ ràng em nhìn thấy bác gái nhá, mặt hoa da phấn này, rồi bả ma tít nhá, hoành tráng, dày cộp này, quách như thế, tự nhiên bây giờ lại xảy ra nội chiến này nào? Không phải là nội chiến. Thế này nào? Giọng cậu sặc mùi súng đạn nghe kinh quá. Này kinh. Ôi giời ơi, cậu nghe đây. Vâng vâng. Tôi không ngờ sự việc nó diễn biến nhanh đến như thế. Vâng. Cậu biết không? Vâng. Họ ở trên huyện. Vâng. Người ta lại quyết định tổ chức cuộc thi văn nghệ sớm lên một tuần. Vâng. Cho nên tôi phải tức tốc về đây báo ngay cho cậu biết cái tin này để cậu chuẩn bị. Thế tình hình tập luyện đến đâu rồi? Em nhé, vâng lời bác nhé. Cái nhiệm vụ này nó là cao cả. Cho nên em luyện tập suốt ngày. Bác không cần phải đi đâu cả. Em đứng em thể hiện luôn. Đi bên em chưa? Thôi. Luyện tập sơ sài thế này thì làm sao mà chiến thắng được? Thế bây giờ phải làm thế nào? Ôi giời ơi, cậu nên nhớ nhá. Vâng. Cậu là niềm tin của cả xã. Vâng. Cậu đừng không được phụ vào lòng tin của mọi người. Vâng. Cậu phải nhớ rằng, vâng, cậu là cán bộ văn hóa của xã. Vâng. Cậu phải giành giải nhất. Vâng. Cậu rõ chưa? Nhưng em biết là như thế, em hiểu, em rõ. Nhưng mỗi lần em luyện tập ý, là cái thằng cha hàng xóm nó lại phá đám. Thế có đau không? Để đây đây. Bác nghe, nó bắt đầu phá đám rồi đấy. Đúng là giọng ước mơ gì? Điếc hết cả tai. Đấy, bác thấy chưa? Kinh không? Tôi sẽ ngăn chặn ngay cái hành động vô văn hóa này. Thôi, bác ơi, em khuyên bác đừng có dính vào người này. Bởi vì cái thằng cha này nó rất nhiều tiền. Bác cũng dính vào cũng như giá tràng xe cát thôi. Nhiều tiền mình chịu thua nữa. Bây giờ phải làm thế nào? Không thể được. Đồng chí là có. Dù tình hình diễn biến có phức tạp đến đâu, vâng, đồng chí cũng phải giữ vững ý chí chiến đấu, vâng, phải giành giải nhất trong cuộc thi văn nghệ toàn huyện. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Cứ thế, vâng, tiến. Rõ chưa? Tôi này thủ trưởng. Tôi về. Vâng. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ vẫn còn trong. Được. Mày đợi đấy. Chả nổ đây thế nào. Khổ thương chứ. Bao nhiêu tiền vào cái xe máy. Chả nổ. Ôi trời. Ông làm cái gì mà ông lao ra. Người ta đang đi, ông lao ra như là dây mông điên. Lao ra chặn đoàn xe lửa thế à? Thế tôi hỏi ba. Bà đi đứng thế à? Ông hỏi kiểu gì đấy, không đi đứng thì tôi đi nằm à? Bà này còn cãi tôi à? Bà không thèm đi họp cho con, bà còn vác cái ba lô ngược về đây để bà ám tôi à? Cái gì mà họp cho con? Tại sao anh họp mà lại là phải họp hả? Tôi có việc quan trọng, tôi phải đi nhá. Quan trọng cái gì? Hả? Anh
anh làm gì có cái việc gì quan trọng ngoài suốt ngày hát hay hò hả? Bây giờ là chán hát ở nhà, gia đình là rủ nhau ra ngoài kia là tụ tập hội họp đúng không? Bà không hiểu cái gì cả. Bà nghe đây này. Cuộc sống là phải có lời ca. Thế thì hạnh phúc mới thiết tha ân tình. Vai đẹp bằng đưa lứa đôi mình. Hả? Đẹp gì? Bà mà còn cố tình là tôi bất thình lình tôi lao đi luôn. Rồi lao đi đâu? Ông định lao đi đâu hả? Hả? Tôi đi họp. Rồi, họp. Tôi là cán bộ văn hóa xã. Việc làng việc nước nó là quan trọng. Việc nhà là của đàn bà. Thôi, đừng có hâm. Gớm hay hớm gì vẻ vang trịnh trọng gì cái chức mõ làng ấy mà. Cán bộ với chả cán bèo lắm chuyện, đừng có điên. Mõ làng à? Hôm nay tôi làm mõ làng, ngày mai bà sẽ hưởng là lộc vàng như trôi, thăng quan tiến chức. Thôi gớm, thăng quan tiến chức. Nước hoa sử dụng. Thế lại hổn có mà thăng đường ấy. Bây giờ ở nhà nhá, giúp tôi việc cái nhà việc cửa cho mẹ con tôi là mát lòng mát dạ đi chứ đừng có đi đâu, đừng có phởn nữa. Đúng là cái đồ đàn bà. Đàn bà thì làm sao? Chỉ làm vợ đàn ông. Bà tránh ra cho tôi đi. Tôi không tránh, xem ông làm gì tôi nào. Ông định làm gì tôi nào, tôi không tránh đấy. Nào xem ông làm gì tôi nào. Bà không tránh gì. Nào, định đi đâu, định đi đâu. Xem thằng nào, thua thằng nào. Định đi đâu. Riêng nhá. Định đi đâu. Nhá. Đi đâu. Tự nhiên nó này nổ. Đi đâu. Tôi đi họp. Họp cái gì, không họp hành hết. Ở nhà giúp tôi việc nhà việc nước. Không đi đâu hết. Bà tránh ra. Tránh ra cái gì. Không đi. Riêng thằng này. Không đi. Nhá. Không đi. Bà làm gì. Ở nhà ngay nhá. Làm sao? Anh định đi đâu? Ở nhà ngay. Tôi đi họp bà. Họp cái gì? Tôi đi họp việc làng việc nước nha. Rồi làm cái gì? Dạ, bỏ tay ra nha. Tôi không đi. Bỏ anh làm gì tôi? Ở nhà. Này, không nói nhèo. Bỏ tay ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Đồ chồng vô tích sự. Được rồi nhá. Được rồi, cứ đi đi. Đi nhá. Được rồi. Ông giỏi thì ông cứ đi, vác mặt đi, rồi bước chân về nhà này biết tay tôi nhá. Bà nhớ cái mặt tôi ấy, bà cứ đợi ở nhà, tôi về thì nhá, tôi vỡ mồm với bà luôn. Cái gì? Thích vỡ mồm à? Nhá. Bà cứ đánh tôi đi. Ôi nàng nước ơi. Vỡ này. Rồi đây. Vỡ này. Nhá, riêng nhá. Riêng nhá. Vỡ này. Nhá. Vỡ này. Ôi, trà ngon. Này, con bác thử cho em cái cảm nghĩ, cảm xúc về cái bộ âm thanh chất lượng như thế này. Năm mùa quan đúng không? Tớ không ngờ ý thức trách nhiệm của cậu lại cao như thế. Em nói thật với con bác chứ, khi đã bước vào cuộc chiến đấu ấy, thì em nhé thà chết chứ không chịu hy sinh. Từ ngày em đưa bộ âm thanh này về, em nói thật với bác, bên kia tắt điện luôn. Mà em nói với bác, đây là bộ âm thanh, nó gọi vào loại chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh nhất thế giới. Khiếp nhỉ. Đấy. Thế cái dàn này 5 sao hay 6 sao? Nó là 6 sao 2. 6 sao 2 cơ. Đấy. Tốt. Này, thế thì chắc chắn kỳ thi văn nghệ huyện lần này cậu sẽ đoạt giải nhất. Đấy. Cấp trên sẽ chú ý đến cậu. Vâng. Thăng quan tiến chức cho cậu. Đấy. Cậu sẽ tiến vù vù, vợ con thao hồ sĩ diện. Cái chuyện đấy em chưa nghĩ đến. Mà cái quan trọng nhất bây giờ là làm sao cho cái thằng hàng xóm nó biết em là dân chơi hay dân thường. Đấy. Nó có thanh nhá. Là mua từ cái thời ông Napoleon lông nhông chạy ngoài đường. Ui mà nó lại tình tướng với em cú lại đúng với công. Này cái dàn karaoke mà lông nhông thì nó cổ điển quá. Quá cổ. Nọ làm sao được mấy dàn 6.2. Chỉ chứ. Cần em nói thôi là biết âm thanh của ai nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZQK2. Đấy, nó hay như thế mà. Mà muốn biết chất lượng của nó như thế nào thì bây giờ đây, con gà nhảy đổ trung tướng, sau đây lời tỏ tình dễ thương bắt đầu. Đấy. Đấy. Người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh như những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây trong sân trong lòng anh đam mê buồn say mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bác. Sao đang hát tự nhiên lại thôi là sao? Bác thử nghe xem có cái tiếng gà gáy ở đâu. Hả? Em đang hát có tiếng gà gáy. Đúng rồi. Thế này thì giết chết cái hứng sáng tạo nghệ sĩ còn gì nữa. Bác tìm ngay cái nguyên nhân cho em cái. Để tôi. Em điên lắm rồi. Để tôi. Đang hay thì đứt dây đàn, đang ăn cơm nguội để chán canh vào. Điên chứ đi. Khổ. Này. Cậu ơi. Bác tìm thấy chưa? Bác tìm ra nguyên nhân chưa? Cái thằng cha karaoke hàng xóm. À, thằng hàng xóm. Này. Của nó là cái dàn lông nhung mở xa như thế, tại sao tớ nghe rõ một nuột, còn cái dàn 6.2 khẩu ngay tại đây thì không nghe thấy gì. Bác yên tâm, chuyện vặt như đi gặt. Bác nghe đây. Yêu em, heo heo, yêu ngày phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau. Sao đây bác? Vẫn không nghe thấy gì, khổ lắm. Nghe gì? Giọng của nó vẫn át giọng của cậu. À, nó vẫn át giọng của em mà. Thằng này láo. Cậu tăng lên mức kịch xà thế nào? Kịch xà. Này em yêu ơi, eo, yêu em nhất trên đời. Eo. Bác thấy ổn chưa? Ổn chưa? Quá ổn. Đấy, thằng nào qua mặt được cậu đâu. Đấy, sao mày như thế? Đồng chí là có, tôi quán triệt đồng chí lần cuối. Đúng không? Chúng ta là những quân nhân, cựu chiến binh. Đúng không? Chúng ta đã đạt thành tích tốt trong chiến đấu. Ngay trong thời bình, về mặt kinh tế, chúng ta chưa đạt những thành tích về vấn đề kinh tế một cách thật là vừa ý. Nhưng chúng ta sẽ đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi sẽ giúp đỡ đồng chí. Đồng chí yên tâm vững bước tiến lên giành chiến thắng cuối cùng. Rõ. Tôi về và bác về để em thể hiện riêng cái thằng này mày đú với tao làm sao được chứ nhỉ. Trong trái tim mày này em yêu ơi, yêu em muốn ban đầu. Eo tình cờ mình quen nhau. Eo trong ánh mắt em chờ. Không làm cái gì đây à? Úi trời ơi. Làm sao? Anh có biết là tôi đang in tai nhức óc lên vì cái trò hát hò này của anh không? Anh có tắt ngay đi không? Bảo tôi. Bà thế bà giở cái trò gì với tôi? Hả? Tôi đang tác nghiệp. Tôi vì cái sự nghiệp thăng quan tiến chức của tôi đấy. Hả? Thằng quan tiến chức cái gì? Anh tắt ngay đi không thì bảo. Tôi tác nghiệp. Hả? Hả? Đúng đồ điên. Điên à? Điên mà tôi ra chợ Khâm Thiên tôi biết đường về. Hả? Giời đất ơi, chồng với con đúng là thần kinh. Thần kinh mà tôi dẫn phải đinh tôi không biết gì. Giời ơi, ông dở hơi à? À, dở hơi mà biết bơi đấy. Giời đất ơi, đúng rồi. Tôi nói. Hâm mà ngồi và mâm mân oánh tì tì đấy. Giời đất ơi. Tôi nói cho bà biết nhá. Nói cái gì? Sống phải có niềm tin vào cuộc sống nhá. Tôi tác nghiệp như thế này là tôi đang vào một cái cuộc chiến đấu rất là khốc liệt. Bà vào mà ngăn cản cái sự nghiệp của chồng. Tôi nói cho bà biết nhé. Mình nghèo nhưng mình có cái giá của thằng nghèo. Phải để cho thiên hạ nó biết rằng tại sao mình nghèo mà mình không có gì. Bà hiểu không? Bà lui ra để tôi tác nghiệp tiếp đây. Ra đâu? Hả? Ông tác nghiệp cái gì? À, tôi đang văn nghệ đây. Tôi lại luyện giọng vì sự nghiệp của tôi. Có nghĩa là ông vẫn tiếp hát hò về cái này, có nghĩa là ông không muốn cho con cái học hành gì hết. Ông không muốn cho tôi vác cái mặt về nhà này. Được rồi, ông thích hát thì ông hát đi. Ông hát đi tôi xem nào. Bà, vừa mới phải. Tôi không vì sự nghiệp của các con. Tôi mới phải như thế. Bà có đưa mic cho tôi tắt nghe không? Tôi nói thật, bây giờ tôi mà không hát hò nữa thì chết đói cả nhà. Trông cái mặt ông kìa, trông phát tởm lên. Đây, thích hát thì hát đi. Nhục nhã cái thằng tôi. Hát cho nó chứ chán đi. Bà cứ đi đi. Thế nói thật mà không nghĩ lại thì chỉ có chết thôi. Tôi nói bà chồng với con đấy là đấy mà bắt đi. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kể vai bên nhau cũng say sưa cùng. Bà sai number one. Bà sai ăn mì tôm. Bà sai ăn mì tôm.
Em chào thủ trưởng. Tự karaoke và tự sướng. Và em tự sướng. mời thủ trưởng. Em ơi, cho ly cà phê em ơi. Ê, thôi, tôi không uống cà phê. Ôi, thủ trưởng uống thoải mái đi. Em giả tiền hết. À, thế em à? Qua hết. Yên à, tâm. Cho ông cốc đấy. À, cho ông cốc đấy. À, có việc gì quan trọng mà nghệ sĩ lại triệu tập thủ trưởng ra tận quán karaoke, cà phê để chiêu đãi? Em báo cáo với thủ trưởng thế này. Hôm nay em mời thủ trưởng ra đây để chiêu đãi thủ trưởng một bữa cà phê mệt nhòe, không phải lăn tăn suy nghĩ, để mừng cho cái chiến thắng bắt đầu. Chiến thắng bắt đầu à? Vâng. Chiến thắng bắt đầu là như thế nào nào? Chào đại thầy thủ trưởng ạ. Từ khi em đưa cái dàn karaoke hiện đại về, là cái thằng cha gà hàng xóm ấy nó mất hoe, nó không gáy được nữa. Đấy, thầy thủ trưởng thấy em tài không? Này, gậy ông đập lưng ông. Vâng. Gậy ông đập lưng ông. Đấy. Chiêu thức này sâu lắm. Như vậy là đối thủ bị hạ knock out. Sao lại gọi là chiến thắng bắt đầu? Ui, thủ trưởng chưa biết đấy thôi. Thằng cha gà hàng xóm anh nó cực kỳ là hiếu chiến và hăng máu. Nó biết em cú mà. Cho nên nó toàn khiêu khích em. Có một lần em nhớ là nó dùng cái âm thanh rất lạ của nó. Âm thanh này nó gọi là tuyệt âm. Đấy, nó làm cho em nhinh tay, nhức óc. Mà mỗi lần như thế, em có biện pháp đập chết luôn. Ủa thế à? Cứ nghĩ đến những cái giây phút như thế, em nói thật với thủ trưởng này, em sướng rớt hết cả người. Thủ trưởng uống đi. Cái con gà hiếu chiến này nhá, gặp phải cậu là tận số rồi. Vâng. Trước sau gì nó cũng thành con gà cúm H5N1. Ui, em cũng nghĩ như thủ trưởng đấy. Ừ. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này, vợ con em hy sinh mất mát nhiều quá. Đồng chí La. Có. Như vậy, đến giờ phút này, tôi cần phải quán triệt lại để đồng chí đừng bao giờ quên. Dạ vâng. Trong chiến thắng, không bao giờ không kèm theo sự mất mát hy sinh. Rồi. Nhưng tôi tin rằng, trước sau, vợ con đồng chí cũng sẽ hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của cuộc chiến này. Dạ. Đồng chí cứ yên tâm như thế mà tiến về phía trước. Dạ, em ghi nhận lời thủ trưởng và em sẽ phát huy cái thành tích của mình tốt hơn nữa. Tuy vậy, vâng. Đồng chí ngồi xuống đây. Dạ. Đồng chí phải hết sức đề cao cảnh giác. Vâng. Vì đối thủ của đồng chí có thể sẽ có những âm mưu hết sức bí hiểm mang tính chất diễn biến hòa bình. Thế ạ. Nhưng tôi phải nhắc nhở đồng chí như vậy. Vâng. Có tôi luôn luôn sát sao chỉ đạo. Vâng. Chắc chắn đồng chí sẽ chiến thắng trong trận chiến này. Vâng. Nhất định phải như thế ạ. Thủ trưởng cứ yên tâm. Em sẽ tuân lệnh lời của thủ trưởng. Và nhất định thằng cha gà đấy không bao giờ vượt qua mặt em đâu. Đấy, em cảm ơn thủ trưởng rất nhiều. Những lời của thủ trưởng em sẽ ghi nhận trong lòng. Em cảm ơn thủ trưởng. Một vòng ngượt quá trời. Chiến thắng. Đúng là nghệ sĩ. Nó quên rất đúng lúc đúng chỗ. Cháu ơi, bác gửi tiền cà phê lại. Khi phố nhỏ em đêm chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần, mà lòng tay tê xa vắng vòng về, men đắng nào cho vơi những thương đau, em đã bỏ ta rồi từ ngày hẹn đi. Ông La ơi, lão La ơi, bắt đi nghe mà hỏi. Hả, cái ra đây mua sỏi, nhà có làm nhà đâu mua sỏi. Sỏi thì cắt cái gì, tắt đi. Con Ly hàng xóm làm sao? Trời ơi, Ly với Huệ cái gì, tắt đi nghe tôi hỏi đây, tắt. À, tắt đi. Cái gì đấy mà âm 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 âm. Chồng với chàng con bây giờ tôi hỏi ông nghe đây, nghe cho rõ đây. Ông lấy tiền ở đâu ra để mua những cái thứ rác rưởi này? Này, tôi nói cho bà biết nhé. Bà, tại sao bà gọi những cái âm thanh trang thiết bị hiện đại cái này là rác rưởi hả? Hả? Rồi đất ơi. Tôi đang tác nghiệp như thế mà bà vào bà. Ông lên. Thì tôi... Bà người ta đang đồn thổi. Đồn như thế nào? Người ta đang nói với nhau rằng ông lấy tiền của tôi để ông đi mua những cái thứ âm ly âm thanh này về để ông hát. Có đúng như thế không? Này, tôi nói với bà như quân tử không bao giờ lèm nhèm. Tôi nói với bà như trang thiết bị hiện đại như thế này, mặt tiền bạc ấy, tôi nói với bà ấy, nó chỉ là phù phiếm, nó chả là cái gì cả. À thế à? Tiền bạc phù phiếm phù du hả? Đúng thế. Thế ông lấy tiền ở đâu ra mua những cái thứ này? Tôi chả lấy ở đâu cả, nhá. Thế không lấy tiền mà thì mua bằng cái gì?
Tiền bạc là phù phiếm. Thế ông mua những cái thứ này bằng cái gì? Tôi mua bằng tiền. Đấy thì ông nói là tiền bạc là phù phiếm thì ông mua bằng tiền. Tiền ở đâu ra? Tiền tôi lấy của bà. À tôi nhầm. Ui giời ơi, ông ra đấy. Ra đấy, ra đấy. Thế từ đấy ông cứ thẳng, ông tránh. Trời ơi, ông lấy tiền của tôi thế là đi 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 toi cái lứa lợn của tôi rồi. Giờ là tôi tiết kiệm. Tôi tiết kiệm để nuôi con ăn học, ông có hiểu không? Để tôi chừa, tôi đè, tôi phòng thân. Thì bây giờ ông lấy ông mua cái thứ ráng rưởi để về ông rút cái ông hát hò ngoài nhà tôi. Này tôi chết đi còn hơn đây ông la, người là ông la. Này tôi nói cho bà biết nhá. Hà nhá, Hà bà cứ đi đâu cho nó khuất mắt đi còn hơn nhá, bà về nhà nhá. Bà làm ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của tôi, đến công việc của tôi. Ừ. Chồng mấy toàn như thế này, à. Tôi chết thì còn hơn lời á. À, bà chết đi còn hơn nhá. À, ông rủ tôi chết đi, à. Tôi đi tôi chết cho nó sợ. Bà cứ đi đi. Đấy, hỏng hết của tôi bây giờ. Bỏ đây cho tôi. Ông chủ ơi. Đi đi, đi đi cho khuất mà tôi. Mà này, nhớ là về nấu cơm cho tôi nhá. Tôi hát hò nhiều nó tốn calo lắm nhá. Nghe được chưa? Em còn nhớ những ông ơi, thủ trưởng, em mời thủ trưởng ngồi. Nghệ sĩ. Vâng. Tôi tưởng nghệ sĩ mời tôi ra quán cà phê để tiếp tục ăn mừng chiến thắng. Sao lại ủ rột thế? Thôi, thủ trưởng cứ nói chiến mới chả thắng làm gì cho nó mệt. Em đang đứt từng khúc ruột, tuột từng khúc xương đây. Thủ trưởng uống cà phê đi. Đấy, em lấy sẵn ra đây rồi. À thế hả? Ừ, yên tâm, em đặt tiền đấy rồi. Vâng. Nhưng mà này, dạ. Thế sao lại ủ rột thế? Nói thật thủ trưởng, buồn lắm thủ trưởng. Sao buồn? Bây giờ thủ trưởng có khuyên em gì đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Có khuyên thế nào nữa, cố quá thành quá cố thôi thủ trưởng. Cậu này lạ nhỉ? Cậu ăn nhầm phải cái gì? Mà hôm nay ý chí chiến đấu nó giảm sút đến mức độ này được nhỉ? Thế em hỏi thủ trưởng nhá. Bây giờ lấy phải con vợ dại nó sẽ hại như thế nào? Cậu nói cụ thể hơn xem nào. Thì đấy, cái con mụ vợ nhà em ấy. Sao? Khổ lắm. Chỉ vì cái cuộc chiến đấu nó đang khốc liệt như thế này mà em lợi dụng lúc nó đi vắng. Em mới vào buồng em lần túi để em vay tạm của nó mấy triệu. Em mua cái bộ dàn karaoke tuyệt chiêu. Như vậy là tốt. Tốt thế nào? Em muốn thủ tiêu cái giọng ca của cái thằng gà rời đánh ấy. Vẫn tốt. Vẫn tốt thế nào? Nhưng con vợ em về nó không hiểu cái tầm quan trọng của cái cuộc chiến đấu này như thế nào. Nó dãy nành đạch ra nhà. Xong là nó khóc lóc thảm thiết như là công nông lên dốc. Chủ trưởng thấy thế có nhục không chứ gì? Nhục thật. Nhục như con chó ấy. Con vợ tôi nó già rồi mà tính tình nó cũng không khác gì con vợ cậu cả. Đúng là nhục thật ấy. Đấy, con nào nó nhục cũng như con nào. Em nói thật với thủ trưởng ấy, em đã giải thích, chứng minh, bình luận, rồi là mở bài thân bài kết luận. Đấy rồi nghìn lẻ một đêm. Nghìn lẻ một lần rồi. Mà nó cố tình nó không hiểu, nó vẫn tiếp tục giày la hát bài ca muôn thuở, nào là xăng lên, ấy điện lên giá, xong là bây giờ nó cứ chi tiêu cái kiểu đấy thì có khác nào nó đưa vợ chồng rồi con cái gia đình em đến cái bờ vực diệt vong không? Quái thật, không có con vợ nào nó không chặn cái đường chi tiêu của thằng chồng đấy. Thôi tóm lại là từ khi nó ra công lệnh như vậy, cậu còn tiếp tục luyện tập không? Ôi giời ơi. Sư bố cái con gà trống bất dạy đấy. Nó biết là em bị phong tỏa rồi. Cho nên là nó càng khiêu khích em. Bây giờ nó còn ngáy to hơn cái kinh chứ gì. Ôi thằng này láo nhỉ. Nó quá láo. Không thể để như thế được. Vâng. Tóm lại ta sẽ gỡ rối dần dần. Dù sao cậu cũng là hạt nhân văn hóa. Cậu sẽ dự kỳ thi này để đạt cái danh hiệu xã văn hóa xuất sắc nhất. Không thể để cho đối thủ vượt qua mặt mình được. Thủ trưởng nghĩ em dễ dàng đầu hàng cái thằng gà đấy à? Em nói thật với thủ trưởng nhá, em chỉ băn khoăn mỗi một điều là con vợ em nó sắp đến cái thời kỳ vỡ chum. Mỗi lần em mở cái dàn âm thanh ấy lên là nó kêu la đấy, nó hát bài ca muôn thuở, nó chơi cái vũ điệu để dãy đành đạch ra nhà như con sắp chết. Đồng chí là có. Đồng chí ngồi xuống đây. Dạ. Như vậy là tôi đã nắm rõ được tình hình. Vâng. Ta sẽ gỡ rối dần dần. Vâng. Nhá. Vâng. Dù sao thì vợ cậu cũng đang bụng mang dạ chưa. Đúng chưa? Nhưng mà ngồi xuống. Vâng. Ta phải hết sức bình tĩnh. Vâng. Tôi sẽ khuyên giải vợ cậu dần dần. Vâng. Sẽ gỡ rối dần dần cho cậu. Vâng. Thế thủ trưởng làm cách nào
để phong tỏa được cái con sư tử sổng chuồng hay không? Được rồi, đồng chí yên tâm, tôi sẽ khuyên bảo dần dần. Chắc chắn vợ cậu nó sẽ nghe theo lời tôi. Ôi trời, tốt quá. Được thủ trưởng ấy, bình ổn cái hậu phương ấy, thì phần thắng nhất định sẽ thuộc về em. Em cảm ơn thủ trưởng rất nhiều. Đồng... Mà em sẽ về luôn để luyện tập. Đồng về... chí La. Dạ. Nhắc lại. À đây, thủ trưởng yên tâm, em đã đặt tiền đấy này. Thủ trưởng cứ về trước. Đồng chí La. Đồng chí là nghệ sĩ. Vâng. Nhưng mà đồng chí rất nhớ. Vâng. Không bao giờ quên cả. Về. Ờ, đồng chí quyết tâm tiến về phía trước. Dạ. Ok. Vâng, thủ trưởng về. Dạ. Tính tiền em ơi. Cầu mong sao cho trời sáng, đến giờ mình hẹn là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ? Dừng lại. Gì? Khổ quá. Đây, dừng lại. Vợ cậu nó đang đẻ rơi ngoài cổng kia. Ôi, em đang hát mà rủ bia hơi cái gì? Ôi. Dừng lại. Cái gì? Vợ cậu nó đang trở ra ngoài cổng cái kia. Bác buồn cười nghe, vợ em có phải trâu đâu mà này đẻ ngoài cổng. Khổ lắm, cô ấy về đến nhà nghe thấy cậu mở nhạc hát to quá, cô định chờ khi nào cô tắt nhạc mới dám vào, ai ngờ cô ấy trở ra ngay ngoài cổng. Ủa thế chưa? Thế à bác? Thế thì em phải cho nó to cái volume lên xong. Thôi điên à, bây giờ mà còn tức nhau tức gáy à. Đưa vợ con đi chạm xá ngay, không thì toi luôn cả mẹ lẫn con. Mà nó ngu lắm, cái giờ cao trào như này nó đẻ làm gì? Nó đẻ khúc em đi. Dừng lại đã. Dạ, sao ạ? Chị là có giữ vững nhiệm vụ của người được làm chồng, làm cha, nhưng cấm tiệt không được quên trọng trách nghệ thuật tôi đã giao cho đồng chí. Vâng. Đồng chí quán triệt chưa? Dạ, hôm nào quán em triệt rồi ạ. Thôi em đi đây. Khẩn trương. Vâng, em chào bác. Ôi, trách nhiệm nghệ thuật nó cao cả thế đấy. Xin kính chào quý vị đồng. Vía lành thì ở, mà vía dữ thì đi. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Tôi mà làm người nổi tiếng á, cả họ nhà mình á, cả họ nhà bên đấy nhá, đi đâu á, mặt vênh váo lên á, mắt mày mắt. Ôi giời. Ông Thủy ơi. Ông Thủy ơi. Ôi. Ôi giời, giết rồi. Ôi giời. Khổ quá. Ôi giời, cái ông này. Người ta đang tưới gọi người ta. Không sao. Ê, ông đang làm gì đấy? Đang tưới cái bưởi. À, tưới cái bưởi à? Thế mà tôi lại cứ tưởng ông đang tưới cái bưởi. Ôi trời, kêu ngay. Thế tôi chẳng tưới cái bưởi ấy, thì tôi tưới cái cam à? Đôi lúc tôi phải nhầm. Này này. Hả? Ông biết cái ông tin gì chưa? Tin gì? Thằng Hoạt Giỏ ấy. Sao? Nó đang cảnh báo ông đó, cái chuyện là mai nó lên thăm anh em mình đấy. Ô thế mà thằng Hoạt ấy đến thăm anh em mình. Hay quá nhỉ. Lâu lắm thì cũng không gặp nữa. Còn cái thằng nhiệt thằng ô này thương thật đấy. Hôm qua tôi vừa mơ thấy ông ăn thùng ngoại đấy. Hôm qua vừa mơ à? Có tôi ở trong đấy không? Có. Có tốt rồi. Qua mơ một chết người quá. Mơ thế nào mơ thế. Tôi với ông đến chơi nhà thằng ăn thùng ngoại. Thằng Hoạt đấy. Thế nào đi đến nhà nó thì nó rủ ăn thịt chó. Tôi với ông với nó, cùng với hai thằng bạn nó. Đấy thì cái mâm thịt chó đấy độ chục thằng. À đồng phết. Vui. Ăn uống no say rồi thì đến lúc gần thanh toán thì tôi không biết rằng cái thằng Hoạt dở đâu. Mấy thằng bạn nó mất hút. À thế à. Còn mỗi tôi với ông. Ô thế à. Ừ thế xong rồi cái thằng chủ quán nó tính tiền. Thế tôi đứng ở đâu? Thì cái lúc ra tính tiền thì ông không có tiền. À. Thế ông trốn ở trong toilet. Trốn trong toilet. Ừ, thế làm gì có trong toilet?
để tôi mơ mấy ông nhỉ. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ừ, xong thế nào, xong thế nào? Còn chật khắc em còn mỗi mình tôi. Ờ. Thế là cái thằng chủ quán ấy, tôi mới bảo nó em không có tiền. Ui thế nó đấm tú vào mặt tôi không ạ? Ui thế hả? Đau quá thì tôi tỉnh bố mất. Ừ. Hóa ra còn vợ lù lù ở đầu giường đang nhổ tóc sâu mình. Đáng ôi thương thật. Ừ, quá điên. Này, nói thế thôi, như thằng này sống tốt. Ô, thằng này quá tốt. Nó tình cảm. Nó sống nhiệt tình anh em mình. Ông có nhớ là anh em mình lần nào đến nhà nó chơi, nó cũng chiêu đãi nhiệt tình. Đúng rồi. Ông có nhớ cái vụ lần trước đến ăn cơm nhà nó không? Cái vụ xong rồi nó đi rủ đi ăn karaoke đấy. À, ôi trời, ông nhớ dài quá. Cái vụ đấy, vui vui. Cái vụ karaoke tay vịn đấy. Đúng rồi. Ông nhớ cái con tóc dài ông thấy không? Con tóc dài ngồi với ông ấy. À. Xong về sau tát ổng phát. Đúng rồi. Tôi định ôm nó. Nó cho nó tát. Đây. Đây là hồi với con bé con hát tôi cũng hay. Cái con bé mà chính vì ông cứ mãi hát tình ta đồng xanh biển vàng ấy. Tình ta đồng bạc biển xanh. Tình ta đúng rồi. Cái giọng con hay phết. Cái con hát là tình ta đồng xanh đồng bạc ấy. Đấy. Cái bài hay. Cái hồi với ấn tượng phết. Thế cuối cùng lên tôi mất tiền karaoke đấy. Ở đâu tôi hoạt giờ nó giả mà. Nó giả gì? Đúng cái lúc giả tiền ăn tôi thấy nó biến mất đầu. Tôi mới giả đấy. Ồ thế mà. Mất 40.000. Ông nói ông nhớ nhầm thế nào. Hôm đấy nó bảo nó chiêu đãi từ A đến Z cơ mà. Chiêu đãi gì? Mồm nó nói thế thôi. Tôi mất tiền hát 30.000 nữa mà ít đâu. Ồ thế à? Thế nó lại bảo tôi là cứ anh em cứ vô tư nhá. Kể cả tiền tay vịn là xong hết rồi. Ngươi thế gì? Ủa đúng rồi, đúng rồi. Hèn nào lúc tôi ra lấy xe. Con bé con nó chạy ra nó chú cho cháu ít tiền son phấn. Thế á? Cuối cùng mong ruột là cho nó 15.000 đấy. Ông cho 15.000. Có nhiều thế. Nhưng mà nói thôi cái thằng Hoa này chơi động vui. Nó cũng có tình. Có tình là được rồi. Thế nó mai đến à? Mai đến rồi. Ông Phong ơi. Hả? Thế thì mai lịch tiếp đón thằng ăn thùng ông vại nào nhỉ? Thì thằng này nó chỉ thích mỗi hai món thôi, là cá và gà. Đúng rồi. Cứ hai món này mà thiết đãi thôi. Riêng cái thằng Hoàn Dở đấy nó rất thích ăn cá với ăn gà. Đấy, khoái khẩu của nó. Thằng Hoàn Dở này là máu ăn lắm. Thế thì mai cứ những món đấy thôi nhỉ? Mai cái món đấy thôi. Tôi tính như này ông ơi. Như này nhá. Sáng mai nó lên. Sáng mai nào nó lên? Thế à? Thôi thì sáng mai thì cứ tập trung tất ở nhà ông thôi. Nhá, lúc nào nó đến thì tôi qua ông. Nhá, nước non xong rồi hóa anh chén với ông xong rồi về bên tôi uống nước chè. Nói thật chả giấu gì ông. Ngày mai vợ chồng tôi có việc khẩn cấp. Ở đằng ngoại, đằng ngoại. Không thể vắng mặt được. Cho nên ông thông cảm. Nó có đến thì ông cứ thiết đãi. Ủa thế thì còn nói chuyện gì? Thế thì mai ông về bên ngoại à? Về bên ngoại. Ôi, thế thì mất hết cả vui. Vẫn vui. Thế thứ ba là nó mới vui. Vẫn vui. Mai vợ chồng ông vắng mặt thế này tôi lại sợ là tôi thì không vấn đề gì. Nhưng mà không có vợ chồng ông thì tôi sợ là vợ tôi mai nó lại bảo là hai vợ chồng ốm đột xuất thì nó cũng chả ra làm sao cả. Ông buồn cười nhỉ, thằng bạn chí cốt. Một năm đến mình có 10 lần. Bây giờ cố gắng tiếp đón làm sao linh đỉnh nó đừng cười vào mặt anh em mình. Thì đương nhiên nó đến thì phải tiếp đón rồi. Thế nhưng mà hay là ông hoãn được không? Không thể hoãn được. Cái việc này mà vợ chồng tôi không về á, cả làng người ta cười cho. Thôi ông cứ thiết đãi đi. Hết bao nhiêu thì về vợ chồng tôi 50-50. Tôi chịu nữa. Vấn đề nó không phải là tiền. Vấn đề là không có ông thì nó mất vui. Ông hiểu không? Chứ còn thằng ăn thùng cũng vậy, đến thì kiểu gì cũng phải tiếp rồi. Hay như này đi. Mai ông về bên ngoại ấy. Xong việc lúc nào ông phải về ngay nhá. Thì tôi về ngay chứ tôi ở đây làm gì? Đúng không? Thì nhớ là về ngay đấy nhá. Nghe cố gắng nhá. Cơm gà cá gỡ làm sao là thiết đãi nó để nó đừng cười mình. Đấy, về bao nhiêu kinh phí như thế nào? Tôi chịu nữa. Thôi nhớ rồi, tôi cũng thống nhất cái quan điểm đấy. Thế nhưng mà vấn đề ở cái chỗ là nó không vui thôi. Vẫn còn vui. Nó đến thì mình phải tiếp rồi. Ông hiểu không? Thế đi. Thôi rồi, tóm lại là cứ thế nhỉ. Xong việc vòng về luôn đấy. Tôi về luôn nhá. Mai tôi thịt gà với cả cá gỡ cho. Cứ tính nhé mà sổ. Cười mình là ok thôi. Cứ tính nhé mà sổ nhá. Về mình tính toán sau. Rồi ok. Vào tưới đi, vào tưới đi nhá. Thế bây giờ bao giờ ông về ngoại? Thế tí tôi đi ngay. Có thể đi ngay bây giờ. Thế thì ông cứ bảo Hoạt mai nó đến qua tôi. Tôi bảo đến. Nhá. Tưới đi. Tôi về đây. Nào, nhanh cái tay lên nào. Lâu quá. Bác Hoạt ơi, bác đến chơi đột xuất quá, chả báo trước gì cả. Nhà em chả kịp chuẩn bị. Thôi thì có tí gọi là cây nhà lá vườn bác xây tạm nhá. Cô Thổ, dạ? Quan trọng hóa, vâng. Cô đến chơi rồi.
Vui là chính tình cảm. Lâu thế. Dạ vâng, đây đây xong rồi vâng. Để tiên mời bác về mời mình. Dạ. Cô Thổ ơi, đàn gà nhà mình đông thế mà sao không bắt được con nào à? Ui giời ơi, mọi khi thì chúng nó vẫn ngủ ở bếp đấy. Nhưng mà hôm nay bác đến chơi, chả hiểu nó chạy đi đằng nào chơi hết. Em thì tìm mãi chả thấy con nào. Mà có cá đây rồi còn gì. Cá hả? Vâng. Thôi được. Tên mời bác nhá, mình tự nhiên nhá. À ừ rồi. Rượu đi ông ơi. Đây, ông thông cảm mà tôi đã dặn ông rồi. Lần sau ông đến đây chơi là ông phải thông báo cho tôi. Thì tôi mới đón tiếp ông được. Ông báo cho thằng Phong thì chết rồi. Thế thằng Phong về à? Nó thấy ông đến chơi nó trốn rồi. Nên lần sau ông chỉ cần ới tôi một cái thôi là tôi bắt gà từ hôm trước. Ông hiểu, ông ăn có 10 con thoải mái. Tôi nuôi đàn gà tôi gần 100 con cơ mà. Với cả ông to béo thế này, ăn thịt thựa nhiều làm gì cho nó nặng ra. Cứ rau mà chơi. Tôi bây giờ là chỉ có chơi rau thôi. Ô, sao có cả cỏ không? Ôi, thì người ta gọi là rau cỏ lại chứ có ai gọi là rau thịt đâu mà. Thôi, chơi đi, rau ngon lắm, rau lang tôi hái ở vườn. Nào, tôi anh em. Kèng à. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Oh ho ho, ia ia ia. Oh ho ho, in la in la. Go go go, ale ale ale. Go go go, ane ane ane. Go go, ông Thủy ơi. đâu rồi ông Phong đấy à? Ừ. Đâu rồi mà nghe ông vừa hát hò mỹ đấy hả? Vừa đi đá giải sân kho toàn mấy thằng già, thế nào lại thua bọn trẻ con cấp 2 nhục không chịu. Giải các ông toàn nghịch dại. Này này, thế sao đi, chuẩn bị đi đâu rồi bảnh này? Ờ thì hôm nay đi ngoại giao thì cũng phải đàng hoàng tí. Ngoại giao gì? Lên ủy ban có tí việc. Ông gì có việc đếch thì ủy ban rồi lên. Hả? À tôi biết rồi. Chắc là chuẩn bị lên đăng ký ứng cử vào chức trưởng thôn gì. Ông thừa biết là từ bé đến giờ là tôi ghét nhất là làm cán bộ. Lên gặp mấy bác địa chính xã. Tôi định ra hạn cái dự án quán nước thêm chục năm. Ông hâm à. Cái quán nước nhà ông có ma nào nó đến đâu. Ấy sưng ấy xỉa. Mặt sao già dại thế. Đi đi chạy cái dự án chục năm làm cái gì. Ký mà người ta 15 ngày một thôi. Hoặc không là nửa tháng nó cùng chứ. Không không không, tôi có chiến lược dài hạn, tôi ký bây giờ là ký chục năm. Nếu mà hôm nay nhá, lên mà xong xuôi nhá, nếu mà 55 tôi cũng mua luôn. Thế ông nó lại hoành nhỉ. Thôi ông về đi, tí tôi về uống nước. Thôi, cứ bình tĩnh xuống lên đấy sau. Bây giờ tôi muốn gặp ông để thanh toán cái vụ hôm qua. Vụ nào nhỉ? Cái vụ ông tiếp cái thằng hoạt dở ấy. À ôi trời ơi, quên. Ôi trời, qua đợi ông suốt. Hai thằng say mềm ra, quyền bố mất. Thế ông nào ông uống nước đi. Tính tôi là cứ phải sằng phẳng cái gì nó ra cái đấy, đúng không? Vào uống nước đi. Để xe đâu chứ. Dừng xe vào uống nước. Có một quà tôi mới ông hoạt dở, cứ đợi ông mãi. Hai thằng uống say mềm ấy, gần 5 giờ sáng mới giải tán. Tôi tiếc lắm, nhưng mà ông thông cảm. Chả là hôm qua hai vợ chồng về dưới quê ăn cái đám giỗ nhà hàng xóm cạnh nhóm nhạc ấy. Có họ hả? Họ đếch gì đâu. Thế thì không có họ thì vợ chồng với sai nhà người ta ăn giỗ làm cái gì? Ôi trời, họ vừa phát hiện là tôi làm rể ở cái xóm đấy. Thành ra cứ nhiệt tình mời, không từ chối được. Hai vợ chồng với hai đứa con ăn cái đám cỗ xong phúng mất bố ba chục. Ôi giời. Ăn xong đi về, ông hẹn ông về đấy mà tôi với thằng ngồi hoạt dở, hai thằng cứ vừa uống vừa đợi, chết rồi. Thì tôi có báu bở gì ở cái chỗ đấy đâu, định là định về rồi đấy, nhưng vừa ra đến cổng nào xịt bố lốc. Thế ông mượn cái xe khác mà về, cái ông này chả thông minh gì. Mượn xe là cái gì đâu, hôm qua ấy, đáng nhẽ về thì không sao, ở lại thành ra lại suối quẩy. Sao? Ông Nhạc với tôi qua xít tẩn nhau. Ủa thế à? Có chuyện gì mà kinh đấy? Chuyện nó có gì đâu. Mấy thằng con nhà tôi ấy, nó ở nhà người lạ. Đêm nó không quen, nó không ngủ được. Nó chơi đến vừa nãy ấy. Thế thì làm gì mà phải đánh nhau? Thì cái ông Nhạc ấy, cái lão Nhạc ấy, nó không ngủ được. Nó cứ chửi đồng. Tôi ngứa mồm tôi mới chửi lại. Chả ra làm sao bố con xít tẩn nhau. Thế tẩn chưa? Con bị tẩn rồi. May có con vợ ra nó can. Mà này, hôm qua thiết đãi cái thằng hoạt dở như thế nào thì tổng thiệt hại bao nhiêu thì tính toán cái. Cho tôi xin chịu nửa. Rồi. Thì hôm qua thì
ông bảo là thôi thì bạn này bạn chung. Thì nhà ông bận thì nhà tôi tiếp. Thì hết bao nhiêu thì chia đôi đúng không? Đúng rồi. Tôi ghi chép đàng hoàng. Cái gì nó ra cái đấy, nó chẳng vàng. Đợi đợi đợi, tôi lấy quyển sổ đấy. Để đâu, để đâu. Qua là vợ chồng tôi ghi rất cẩn thận vào sổ rồi. Không sợ đâu. Thoải mái mà. Bây giờ mà mình cứ tính xong là cưa đôi, mỗi nhà chịu nửa. Bạn là bạn chung đúng không? Không phải, mấy lần anh em mình đến nhà nó cũng nhiệt tình. Đúng rồi. Hôm qua là tôi tát cả ao bắt cá lên. Thế là tốt, ông nhiệt tình tốt. Không vẻ anh này lắm. Bây giờ tôi đọc từng cái hạng mục để cho ông nắm được. Nhá. Ghi qua ghi đầy đủ hết. Không đến lúc anh em cãi nhau. Đúng rồi. Nó đáng bao nhiêu đâu ông hiểu? Nó phải sang vàng. Cái gì ra cái đấy? Hôm qua là tôi thịt một con gà 5 cân là đi bằng 500 nghìn. Ô. Có hai ông mà ăn hết 500 nghìn tiền gà cơ. Con gà 5 cân ăn tí tách mà ăn đến lúc 5 giờ sáng là hết chả miếng nào đó. Hai ông ăn khỏe, ăn tốt tốt. Cá chép là 2 kg bằng 200. Hôm qua là cuối cùng là tôi phải tát ao tôi bắt cá lên đấy chứ. Thế sao lại còn ghi vào đây? Thế khổ quá, cá nhà với cá chợ như nhau thì tôi ra chợ tôi mua thì cũng là 200. Đúng không? Còn tôi bắt cá dưới nhà lên thì nó cũng thế mà. Cá nhà nó tươi hơn, đúng cá rồi. Chợ chứ. Nó vệ sinh, nó vệ sinh. Thế đằng nào cũng thế nhá. 2 cân cá là 200. Một lạng hành tươi 100 nghìn. Lạng hành tươi 100 nghìn. Khổ quá, nó là như thế này. Lúc đang nấu thì vợ tôi nó bảo thiếu hành. Thế là tôi phải chạy lên tận chợ đầu mối mới mua được lạng hành ấy chứ. Xa thế cả. Đi xe ôm, thực ra là đây là cái tiền xe ôm. Mà cái tiền xe ôm. Tiền hành đáng bao nhiêu? Đúng rồi. 100 nhá. Hợp lý. Rau cần 2 mớ là 200. Rau cần 2 mớ 200. Mua đắt thế. Khổ quá. Tức là tôi mua hành về đến nhà rồi. Vợ tôi nó lại bảo là ô thế đi mua cho em 2 mớ rau cần. Rồi lại phải đi xe ôm lên để mua. Ông buồn cười. Rau thì đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà đây là mất cái tiền xe ôm. Thế sao không bảo bà ấy ghi ra luôn một cái giấy mua cái gì thì mua một thẻ luôn đi, cứ chạy đi chạy lại vất vả chứ. Thì thế thì vợ tôi nó mới dốt. Con ngu. Tiếp này. Cái gì nữa? Tỏi một củ là 100. Tỏi một củ 100. Sao không sang thì tôi mới lấy về. Khổ quá, hôm qua là hai vợ chồng đi vắng. Tôi đã sang rồi nhưng mới chột dạ là hai vợ chồng đi vắng khóa cổng không vào đâu. Đúng không? Tôi lại phải nhờ cái thằng Tụn ấy. Nó ra tận ruộng nhà nó đào nó mang về nó cho đấy á. Nó cho nhưng mà này sao đến 100 nhỉ? Khổ quá, tỏi thì nó cho. Nhưng mà nó tính cái công đào. Cái công đào nó 100. Cái công. Đúng rồi. Nhá. Tiếp. Rau thơm cộng với rau mùi 2 mớ là 200 nghìn. 3 quả ớt là 300. Này. Hả? Rau thơm với rau mùi nó là một, ghi cái kiểu gì đấy? Thì 200. Tôi mua một mớ húng chó này, một mớ rau mùi này, chả rau thơm rau mùi à? Là 200, 3 quả ớt 300. Lại ra chợ đầu mối. Thì phải ra chợ đầu mối chứ, ở đây thì có. Vẫn đi xe ôm. Thì phải đi xe ôm chứ, 20 cây số tôi chạy bộ rồi đấy à? Thế còn cái gì nữa không? Đấy, thế là ông xác nhận cái phần ăn uống là là thế nhá. Rau mùi 200, ớt 300. Qua tôi thực ra nó đắt là cái tiền xe ôm. Xe ôm. Chứ còn rau củ quả đáng bao nhiêu? Thế này, ông đi thằng xe ôm nào rẻ đấy. Thì tôi vẫn đi cái thằng Mỹ Tuồng đầu làng ấy. Thằng Mỹ Tuồng á? Có phải thằng Mỹ Tuồng cứ hứng lên là nó cải tuồng không? Đấy, đúng cái thằng đấy này. Thế nào, ông đi nó rẻ đấy. Rẻ cái gì, đi thế đúng giá. Đúng giá hôm nọ nhá. Nó chở tôi đi ra Hà Nội lấy đâu có chục con bim bim mà về nó lấy tôi nửa triệu bạc đấy. Thế à? Thế nó lấy ông là lấy đắt. Nó lấy quá đắt đấy. Thế ông xác nhận cho tôi cái là cái phần ăn. Xác nhận rồi. Nhá. Thế còn ăn xong thì bao giờ chả phải uống. Bây giờ tôi cái mới xác nhận cái phần uống. Thực ra rượu hôm qua là hai thằng là uống hết 20 lít đấy. Nhưng mà thôi rượu tôi tự nấu tôi tính tiền. Ông làm thế hợp lý. Một ấm chè 100 nghìn. Một lọ tăm 100 nghìn, đấy tổng cộng là phần uống là hết có 200 nữa thôi. Cái gì ấm chè 100 nghìn? Coi như ấm chè 100 nghìn tôi chấp nhận đi. Nhưng mà còn cái tăm 100 nghìn. Ông để tôi nói đây này. Hôm qua là tôi ra chỗ quán nhà con Thanh Đỏ ấy. Tôi mua một lạng chè nó không bán một lạng. Thế hôm qua là phải lấy cả cân chè bồm nhà nó đấy. Chè tao không nói. Bây giờ cái tăm là vô lý. Chẳng có cái tăm là như này, ông buồn cười thật. Răng tôi mới răng cái thằng hoạt trở nó có ra cái gì đâu. Ăn những 5 cân thịt gà nó dắt đầy vào răng, hai thằng cứ tì tạch hết gần cân tăm tre đấy. Đây, tôi chỉa xong tôi vẫn phơi cái tí đun cho nó phí. Thế này coi như là xong.
Thế bây giờ là tổng thiệt hại bao nhiêu ông ấy để tôi. Đây đây tiền. Ông xem lại cho nó kỹ này, không thể bỏ tôi ăn gian này. Hết tổng cộng là hết 1.800.000. Hết 1.800.000. 1.800.000 gì? 1.800.000 gì? Tôi trả luôn. Mà anh em nợ nần làm gì? Tôi muốn đồng đối với tôi nợ người khác tôi cảm thấy nó sốt ruột anh ấy đó. Đúng rồi, cơ bản là hôm qua là vì là thằng Hoạt nó ở nhà ông nó sang nhà tôi rồi ông gọi điện cho tôi đấy, ông bảo thôi thì bạn này bạn chung. Thế thì nhà ông bận, gia đình bên đấy bận thì bên tôi tiếp thì hết bao nhiêu thì ông chịu nửa. Đấy. Hôm qua khổ loanh quanh thế nào đi ăn cỗ mừng bố mất mấy chục. Ê, tôi trả ông luôn 900 không? 48.000. Ơ, sao 48.000? Thì thôi tôi cứ đưa ông 48.000, còn thừa thiếu thế nào thì cho tôi xin. Ông buồn cười, tổng thiệt hại hết 1.800.000 ông phải đưa tôi 900 chứ. Ông buồn cười, bạn bè với nhau tôi đã mở mồm ra tôi xin ông rồi. Nếu ông không cho tôi xin thì cho tôi nợ. Thế ông nợ bao giờ? Tôi nợ ông 3-4 hôm thôi. Thế tôi cắm cái sổ đỏ xong cái là có tiền tôi trả ông luôn. Đây. À mà thôi thế này. Hôm tới cắm sổ đỏ tôi trả ông một thẻ. Nhá. Rồi đi đâu mà thiệt.